bạn tin tôi đi. Nếu bạn khát vọng để xây cho bạn cái nhà ở năm 30 tuổi thì bạn sẽ lần nữa, bạn sẽ lùi lại 3 năm xây cũng được, 3 năm tuổi xây cũng được. Nhưng nếu bạn khát vọng để xây cho bố mẹ mình một cái nhà, mà trong khi đó là bố mẹ mình năm nay mình 25 tuổi mà bố mẹ mình là 65 tuổi rồi, bắt buộc 5 năm nữa mình phải xây xong cái nhà cho bố mẹ mình, để nếu không bố mẹ chết thì bố mẹ không được nhìn thấy cái nhà. Thì cái khát vọng đấy dù bạn có vập mặt vập mũi thì bạn vẫn bò dậy, bạn đi tiếp. Ken Đinh Nguyễn có đặt câu hỏi thế này: em chào thầy ạ. Thầy ơi cho em hỏi, thầy có gợi ý gì, học gì, đọc gì, xem gì để khiến một người tuệ kém từ đó sinh ra lười biếng và trì hoãn mọi quyết định vì ngại nghĩ, ngại ra quyết định không ạ? Vâng, cảm ơn Ken Đinh Nguyễn. Thực ra trong cuộc đời này á thì cũng không có ai lười mà cũng không có ai ngại nghĩ cả đâu. Bản chất nó chỉ khác biệt lớn nhất thôi là trong mỗi một con người sự khát vọng nó khác nhau. Nếu như thực sự đó là một việc mà bạn khát vọng, ví dụ một cô gái mà không làm cho bạn đủ khát vọng thì bảo rằng 5 giờ sáng đến đón cô ấy để đưa ra bến xe thì chắc chắn bạn sẽ từ chối. Nhưng nếu cô gái ấy là khát vọng của cuộc đời bạn thì bảo 2 giờ sáng đến nhà em chở em ra bến xe thì bạn lại coi cái sự dậy lúc 2 giờ sáng đấy là hạnh phúc. Vậy thì bạn đủ khát vọng lớn thì khi đó bạn lao động miệt mài và vất vả, bạn cảm thấy đó là hạnh phúc. Còn nếu bạn không có khát vọng thì ngay kể cả bạn ngủ bạn cũng thấy đầy mệt mỏi. Cho nên khát vọng là bước đầu tiên của con người. Và trong khát vọng thì chia khát vọng ấy nó thành hai cái nấc của khát vọng. Một là khát vọng cho mình. Khát vọng cho mình thì chỉ cần bạn gì ạ? Đủ cho mình thôi là bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ chán. Bởi vì hiện nay tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người giàu và họ rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa về tài chính. Ví dụ đối với đời họ, cá nhân họ, họ chỉ khát vọng có một cái biệt phủ, họ khát vọng có một bộ sưu tập xe hơi, họ khát vọng có một bộ sưu tập phụ nữ, họ có khát vọng một bộ sưu tập đồ hiệu. Thực ra tất cả những thứ đó với những người 1.000 tỷ thì là họ có hết. Tầm 200 tỷ thôi là có hết rồi, 200-300 tỷ là có hết rồi. Thế thì có những người hàng nghìn tỷ thì tất cả những khát vọng cho cá nhân nó không còn một cái gì nữa. Và bấy giờ mọi thứ người ta tiêu tiền nó giống như là một cảm xúc ấy. Và không tin bạn hỏi một số người giàu mà xem, đôi khi họ đi mua hàng chưa chắc họ đã sử dụng hàng hóa, mà họ mua chỉ là giải quyết cái cảm xúc của cá nhân mà thôi. Tức là tiêu tiền nó giống như một cái thú, chứ nó không phải là tiêu tiền là để mua một sản phẩm về để sử dụng. Và lúc bấy giờ là họ bị khủng hoảng thừa. Vậy thì nếu chỉ khát vọng cho cá nhân thôi thì bạn sẽ bị rơi vào hai trường hợp. Một là khủng hoảng thừa và bạn bắt đầu bị luẩn quẩn trong lối sống, và bấy giờ không cẩn thận sinh ra hư hỏng, sinh ra làm những thứ bất thường, hoặc là bị stress. Rất nhiều người giàu bị bệnh mà, bị bệnh stress mà, vì lý do họ khủng hoảng thừa, họ quá nhiều tiền mà họ không còn cái cảm xúc gì để sống nữa, tức là không còn gì động cơ để sống nữa. Đấy, thì cái đấy gọi là khủng hoảng thừa. Cái khủng hoảng thứ hai là khát vọng cho chính mình ấy, thì nó bị cái khủng hoảng thứ hai là khi mình gặp khó khăn thì ngay lập tức mình hạ mục tiêu xuống, bởi vì mục tiêu là do mình đặt và mục tiêu cũng là do mình hạ. Thế thành ra là họ dễ thỏa hiệp và họ thôi không làm nữa. Vậy thì một là gì ạ? Bạn bị cái bệnh là khát vọng cho cá nhân. Khát vọng cá nhân ở đây rơi vào hai trường hợp. Một là bạn thực hiện được khát vọng của cá nhân nó dễ dàng quá do bạn đặt cái mục tiêu gì ạ? Quá thấp. Và cái thứ hai là bạn liên tục thay đổi mục tiêu vì bạn đặt và tự bạn thay đổi, cho nên là bạn thỏa hiệp với chính bạn để thay đổi cái mục tiêu, dẫn tới bạn bắt đầu lần nữa và không đủ khát vọng để làm. Như vậy tôi nói về khát vọng. Nhưng nếu bạn khát vọng cho người khác. Ví dụ, khi bạn làm kinh doanh, bạn khát vọng để giải quyết nỗi đau cho khách hàng, thì gần như bạn không bao giờ biết mệt mỏi, bởi vì nó như một thứ làm mà cho đi. Còn nếu mà bạn làm kinh doanh mà bạn làm khát vọng để đút tiền vào túi bạn, thì bạn rất dễ thỏa hiệp. Hoặc là ngày hôm nay bạn kiếm đủ tiền rồi là bạn sẽ dừng lại ngay. Mấy bạn sale cũng vậy. Nếu bạn rất chăm chỉ sale để chỉ thỏa mãn cái mục tiêu là đạt được doanh thu được giao và đạt được mức lương của mình, thì nửa tháng mà bạn đạt được mục tiêu, thì nửa tháng sau là ngay lập tức bạn sẽ thả lỏng bản thân và bạn đi chơi. Đấy là khát vọng cho mình. Còn nếu khát vọng cho người là bạn khát vọng cho cái công ty này phát triển, khát vọng cho khách hàng được gì hạnh phúc, thì cứ mỗi một khách hàng đến thì bạn được phục vụ, bạn coi đấy là sự tự hào vì mang lại hạnh phúc cho khách hàng. Thì cái khát vọng đấy nó làm cho con người mình gần như không biết mệt mỏi, và không cần biết là ngày mai là ngày lĩnh lương hay ngày mai là ngày chủ nhật. Vậy trong con người mình mà khát vọng không đủ lớn, hoặc khát vọng mà vì mỗi bản thân mình thôi, thì việc mà bất hạnh trong làm việc, việc thỏa hiệp trong làm việc, việc lần lữa trong làm việc là nó xảy ra. Cho nên bạn phải có đủ khát vọng, nhưng khát vọng vì người khác. Bạn tin tôi đi, nếu bạn khát vọng để xây cho bạn cái nhà ở năm 30 tuổi, thì bạn sẽ lần lữa, bạn sẽ lùi lại 3 năm xây cũng được, 3 năm tuổi xây cũng được. Nhưng nếu bạn khát vọng để xây cho bố mẹ mình một cái nhà, mà trong khi đó là bố mẹ mình năm nay mình 25 tuổi, mà bố mẹ mình là 65 tuổi rồi, bắt buộc 5 năm nữa mình phải xây xong cái nhà cho bố mẹ mình, để nếu không bố mẹ chết thì bố mẹ không được nhìn thấy cái nhà. Thì cái khát vọng đấy, dù bạn có vập mặt vập mũi thì bạn vẫn bò dậy, bạn đi tiếp. Nhưng nếu khát vọng là xây nhà cho bạn, thì ngay lập tức bạn sẽ thỏa hiệp và lùi lại ngay. Hay là bạn khát vọng là muốn mua cho vợ một cái túi hàng hiệu chẳng hạn, thì gần như là bạn vừa làm vừa huýt sáo. Mệt bạn cũng cảm giác là mình đang gần tới đích rồi. Càng mệt lại càng vui, bởi vì nó gần tới đích. Nhưng nếu khát vọng mà mua cho mình một cái một cái gì đó, một cái xe ô tô thôi, nếu mà mệt quá là bố mày hạ ngay mục tiêu xuống thôi. Thay vì sang năm mua, việc gì mình phải khổ, để 2 năm nữa mua cũng được. Tức là mình tự thỏa hiệp với mình. Vậy việc số 1 vẫn là khát vọng. Cho nên là tôi rất phục anh Vũ Trung Nguyên. Anh có nói một câu rằng là ở Việt Nam mình, đa phần nhân dân Việt Nam mình có khát vọng giữ nước thôi. Chứ còn cái khát vọng mà xây dựng một đất nước này trở thành vĩ đại thì thật sự nó còn rất hạn chế. Cho nên trong chiến tranh thì con người mình cực kỳ đoàn kết, cực kỳ chia sẻ, cực kỳ cống hiến. Nhưng khi đi làm kinh doanh, khi làm vào đời sống và xây dựng đất nước này, thì cái khát vọng vì một cộng đồng, một cái đất nước Việt Nam vĩ đại là chưa có nhiều. Cho nên là chúng ta phải đặt cái khát vọng lên, và khát vọng đủ lớn thì cái sự lao động của chúng ta gần như nó không biết mệt mỏi. Rồi sau khi có khát vọng thì nguyên tắc là khi bạn đã có khát vọng để lao về phía trước, thì bao giờ thói quen của bạn sẽ cũng phải tìm ra con đường. Và khi gõ cửa là cửa sẽ mở. Khi mong muốn có người thầy là thầy sẽ xuất hiện. Khi khát vọng muốn giải quyết vấn đề thì phương pháp nó sẽ tự khai mở. Cho nên khát vọng nó sẽ dẫn đầu, và trong đạo Phật gọi là ý dẫn đầu các pháp. Ý chính là khát vọng, ý chính là phần tâm. Đấy, ý dẫn đầu các pháp. Nếu cái tâm của mình mà muốn thì dứt khoát mình sẽ có cách, và cách gọi là pháp hay còn gọi là tuệ. Đấy, thì thưa với lại các anh chị rằng là khát vọng là số 1. Đủ khát vọng thì ngay lập tức sẽ tìm ra con đường, và có con đường rồi thì chúng ta sẽ biết cách huy động nguồn lực. Vậy những người như bạn thì tôi nghĩ là việc số 1 hãy phải xác định cho mình một khát vọng, mà khát vọng ấy là vì cộng đồng. Còn nếu khát vọng vì mình thì bạn còn tiếp tục lần nữa, còn tiếp tục tự thỏa hiệp với chính mình và còn tiếp tục lười biếng và thấy mình đau khổ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Ken Đinh Nguyễn. Rồi. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. Hotline 1800 57 77 22, nhánh 1 2.